quá đã luôn các bạn ơi. Ồ, có khủng các bạn ơi. Ồ, thấy không, đâu có chuyện gì mà không thải. Muốn câu cá lớn thì phải câu hết cá nhỏ các bạn, câu cho nó bể. Đó, nó cá lớn các bạn ơi. Ồ, quá đã, nó táp luôn các bạn ơi. Nó nè, đó, con còn quặn trong mé nè, nó ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Quá đã luôn các bạn ơi, cũng long ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Quá đã luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời các bạn ơi. Cái gì ta, cá ăn không đi. Đó, đó, nó kéo xuống các bạn ơi. Ý da, quá trời đất ơi, má ơi, con này bự quá, bự nắng quá nhìn không thấy rõ. Hy vọng có cá lớn rồi, lỗ này chưa có cá khủng. Ó, ó nè rồi các bạn ơi, chạy nè, chạy nè, quá đã. Hết rồi các bạn ơi, hết rồi đó, con này bự rồi các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Ủa, khủng long. Đó, con này lớn các bạn, tìm mới lên dữ ghê luôn. Nó nè, nó nè các bạn ơi, nó ăn lại các bạn ơi, hên quá. Con lớn rồi táp. Quá bự luôn các bạn ơi. Ồ, biết mà, chỗ này thế nào cũng có cá lớn mà. Đó, bỏ xuống các bạn ơi. Đó, ăn liền ta. Ồ, ghê hả. Ăn rồi các bạn, ăn rồi đó. Tim lên nè các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Ồ, khủng long. Má ơi, từ nào chưa thấy con cá luôn các bạn ơi. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Lời chúc sức khỏe và những lời trân trọng nhất. Hôm nay mình vẫn đi câu nhấp các bạn ơi. Mời các bạn đón xem nha. Xin bắt đầu các bạn. Này phải chờ nước lớn lên xíu nó câu mới ngon. Nước cạn quá. Quá đã luôn các bạn ơi. Ồ, có khủng các bạn ơi. Ồ, thấy không, đâu có chuyện gì mà không thải. Ồ, hơn cá này các bạn ơi. Ồ, cá đã luôn các bạn ơi. Cá đồng luôn. Cá là cá đồng. Nhìn cái bài bán là biết rồi. Quá trời cá. Quá đã luôn các bạn ơi. Lâu lâu cũng đụng được con Hugo. Ồ, có cá quần móng các bạn ơi. Động nước mạnh quá, không biết lớn nhỏ đây. Động nước mạnh ghê các bạn ơi. Có anh Hugo nào không? Đó, ăn rồi các bạn, ăn rồi đó. Cá nặng im quá ta. Quá đã. Quá đã. Ở đây mà cũng có cá bự nữa. Đã các bạn ơi. Thiệt. Bất ngờ thiệt các bạn ơi. Ừ, con cá này các bạn. Nó hơi chói nắng các bạn ơi. Đó. Quá đã luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Ôi, nói chung là cũng ăn may. Hôm nay cũng được con Hugo các bạn. Câu cá thì trong trời có như đó thôi. Quá đã luôn các bạn. Ở đây câu thì nó nắng thiệt nhưng mà nó mát lắm các bạn. Rất là rư. Rồi đây mình đó, ăn luôn rồi các bạn ơi. Ồ, con cá nó cũng lứa. Cá cũng ngon à. Nè, còn cái đầu dế nè, ăn luôn đi. Đó, ăn luôn rồi các bạn ơi. Quá đã luôn. Rồi, còn cái đầu con dế không nó cũng ăn nữa các bạn ơi. Quá đã. Quá tê rồi. Vô vụ rồi, vô vụ rồi. Quá đã luôn các bạn ơi. Cá quá đã nè các bạn.
muốn câu cá lớn thì phải câu hết cá nhỏ các bạn, câu cho nó bể. Đó, đó cá lớn các bạn ơi, quá đã, nó tắp. Đó, đó cá lớn các bạn ơi, quá đã, nó tắp luôn các bạn ơi, bất ngờ thiệt. Cá khủng, cá khủng các bạn ơi, cá này mập quá đi. Bạn thấy à, bất ngờ các bạn, có dân nắng cũng không có quen ngủ. Con cá các bạn ơi, con cá này các bạn, để mình che ánh nắng rồi các bạn ơi, nắng quá. Đó, bạn thấy không, con cá này nó bự đến nỗi mà giờ phóng cái màn hình có 1 inch. Đó các bạn thấy không, quá đã luôn các bạn ơi, quá bự luôn nha. Đó thì dân câu thì dưới trong được có cá này thôi. Rồi dạ đọc. Cũng nuôi nằm trong bụi này nè, đi nhẹ nhẹ vô câu. Đó, đó nó táp đó các bạn. Đi luồn vô, phải luồn vô như vậy nè câu mới được, phải nhấp mới ăn được con là nhát liền rồi các bạn. Bỏ xuống các bạn ơi, đây nhiều lắm nhưng mà nó nhát các bạn, nó đổ con còn quận trong mé nè, nó ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Quá đã luôn các bạn. Cũng long. Hết sức tưởng tượng rồi các bạn ơi, quá hết sức tưởng tượng rồi các bạn ơi, quá đã luôn. Khủng long nha các bạn, con này bự lắm đây các bạn, con này quá bự luôn. Đó, quá đã luôn các bạn ơi. Lỗ này nhìn mê quá, lỗ này là mình thích nhất, cái lỗ này nè, lỗ này nhìn nó kín mà hán trần dưới ở trên cây nó có mấy cái trái để dành cho cá ăn đó các bạn, nên nó ưa ở chỗ này lắm. Đó, ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Quá đã luôn các bạn ơi, nó ăn mà nó không đi thấy không, nó trong hang đó các bạn, thấy không, nó ăn rồi nó chui vô hang, nó nhẹ re dở lên mà nó không giải luôn á các bạn, quá đã luôn các bạn ơi. Con cá đẹp ghê các bạn, bởi vậy quá đã luôn các bạn ơi. Ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Quá đã luôn các bạn ơi, quá đã luôn các bạn ơi, quá tuyệt vời các bạn ơi. Nó ăn nó rình nó im ru rồi các bạn, quá đã. Trời ơi, quá đã các bạn ơi. Bỏ vô cái tụng các bạn, dưới cát dữ quá. Trời ơi, nó ăn im ru rồi các bạn ơi, không thấy à. Trời ơi, đụng con này nó, các bạn coi nè, bởi vậy câu mà chậm ăn cũng vui nữa các bạn, thấy không,
Đó, câu chậm ăn cũng vui nữa các bạn ơi, quá đã luôn. Dần hực này cho các bạn, cá các bạn coi nè. Đó, nó ở trong hang không á. Rồi mình câu cá, giờ mình ghiền câu hang nha các bạn. Các bạn có thấy vui thì tặng cho mình một like nhé. Cái này nó khó bỏ. Dướng trà. Bỏ qua đây coi, bỏ đây nó có ăn không? Có tim lên các bạn, tim lên á. Hy vọng là cá lớn. Đó, ăn rồi các bạn ơi, ăn rồi đó. Cá này lớn nè, tim bự lắm các bạn. Tim bự lắm. Đừng nói cua nha, cá là cá bự đó các bạn. Đó, đó nó ăn rồi các bạn ơi. Ăn rồi đó. Cái gì ta, cá ăn không đi. Đó, đó nó kéo xuống các bạn ơi. Ý da, wow. Trời đất ơi, má ơi, con này bự quá bự. Bạn thấy không, ăn táo ruột luôn rồi. Má ơi, nó ăn nó không đi các bạn. Mà thấy nó kéo xuống, kéo lên, kéo xuống, kéo lên, kéo xuống không. Ừ, mình giật cái là dính luôn các bạn ơi. Ừ, con cá vậy là tính sao các bạn. Mình cũng không biết sao nói luôn á. Con cá này nó bự mấy con cá trước rồi các bạn. Máu không à, nó ăn táo ruột rồi các bạn ơi. Nãy giờ sảy quá các bạn ơi, không biết sao mà sảy dữ vậy. Hết rồi các bạn ơi, hết rồi đó. Con này bự rồi các bạn. Quá đã luôn các bạn ơi. Quá đã luôn các bạn ơi. Ủa, khủng long. Rồi gãi càng câu luôn. Ủa. Các bạn ơi, câu được con cá bự quá các bạn ơi, gãi càng câu luôn rồi. Quá đã luôn các bạn. Nó lên nó hớp mấy lần rồi các bạn. Quá đã luôn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Quá đã nha. Ngồi trứng kiến, ngồi dế, ngồi cám tùm lum ha. Buồn quá buồn các bạn ơi, sảy con Hugo rồi. Phong tình nãy giờ. Hy vọng nó vô các bạn ơi. Lỗ này mê quá mà. Đó, con này lớn các bạn, tim mới lên dữ ghê luôn. Nó nè các bạn. Nó nè các bạn ơi. Nó ăn lại các bạn ơi, hên quá. Ơi, mình thấy tim mới lên là mình biết rồi các bạn. Ủa ơi. Chạy hả bự. Em chạy đâu cho khỏi anh. Chạy trời cho khỏi nắng. Quá đã luôn các bạn ơi. Thấy không? Bự lắm nha các bạn. Đó, quá bự luôn các bạn ơi. Trời ơi, con này nó ăn nãy mình câu sảy rồi các bạn, mà giờ nó ăn lại á. Mình sẽ bỏ miếng trứng kiến xuống là mình câu nó ăn lại các bạn. Quá đã luôn. Yeah.
Cá lớn. Ồ. Cá lớn nó táp các bạn ơi. Cá lớn nó táp. Ừ, quá bự luôn các bạn ơi. Ồ. Quá bự luôn các bạn ơi. Ồ. Biết mà, chỗ này thế nào cũng có cá lớn mà. Ồ, cá khủng các bạn ơi. Quá tuyệt vời. Nè các bạn coi nè. Đó. Cá quá đã luôn các bạn ơi. Chỗ này nó hơi hẹp các bạn, không có view rõ được. Đó. Ví dụ nó táp mạnh lắm các bạn ơi. Quá đã luôn. Các bạn ơi, đúng cá lớn, biết cái lỗ này phải có cá lớn các bạn. Ổ cá mà. Ở dướng đó các bạn ơi. Thấy nó vô nó quận móng nữa nè, không biết cá lớn cá nhỏ đây. Chỗ này nó hơi hẹp các bạn. Bỏ vô cái lỗ một để câu. Giờ cá lớn vô mình nhấp nhiều nhiều. Mình nhấp cho nó động các bạn, cho nó để ý nó xuống nó hốt rồi chạy là mình giật chín nè. Đó, bỏ xuống các bạn ơi. Thôi ăn liền ta. Ồ, ghê vậy. Ăn rồi các bạn, ăn rồi đó. Tim lên nè các bạn. Ủa. Các bạn. Ủa. Quá đã luôn các bạn ơi. Ủa, khủng long. Má ơi, từ nào chưa thấy con cá luôn các bạn ơi. Từ từ các bạn. Nó dướng rồi. Ồ. Bự lắm hả? Dạ bự kìa, bự cậu. Trời ơi, con cá nè các bạn. Trời ơi, con cá nè các bạn ơi. Thấy mời quá. Chỗ này nó hơi nắng các bạn ơi. Trời ơi, con cá nè các bạn. Trời ơi, nắng quá các bạn ơi, để mình vô cho nó ấy nè các bạn. Đó. Ừ, con cá này là bự nha các bạn, bự mà đẹp nữa nha. Cái bàn tay mình là bự lắm á các bạn, mà không có xi nhê gì nha. Đó, thằng thấy không? Chỗ này nó hơi ồn các bạn ơi, để mình quay vào chỗ khác cho nó đỡ ồn. Cá này quá quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó. À, kết thúc clip các bạn ơi. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye.